Minh Toàn xin trân trọng mến chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi tắm bãi cháy mới, và đây là trên cái đường mà đường bao biển đi về phía khu vực Cái Dăm. Tiện thể trên đường này Minh Toàn xin quay lại video để gửi đến anh chị cũng như là các bạn, để anh chị và các bạn biết thêm về cái khu vực bờ bao này và cũng là cái khu vực bãi cháy này. Về bờ bao này, bờ bao biển này thì nó được thông đường, thông bờ bao vào ngày 28 tháng 4 năm 19. Ngày đó cũng tổ chức carnival của Hạ Long tại trên cái đường mà anh chị và các bạn chúng ta đang nhìn thấy. Bãi tắm bãi cháy mới thì nó trải dài từ đảo rêu cho đến xuống dưới gần với cái cột cờ. Nó rơi vào khoảng 3 đến 4 km. Và đây là cái khu vực mới của bãi cháy, bãi tắm bãi cháy. Ở khu vực này thì ít người tắm hơn, bởi vì khu vực này nó mới hút cát, nó đổ cát lên. Thành ra là nước đang còn rất là sâu, khá là nguy hiểm. Bãi tắm bãi cháy mới được xem như là một trong những bãi tắm thu hút khách du lịch rất là nhiều của Hạ Long, bởi vì nó là một bãi tắm nhân tạo, nó đổ cát trắng, người ta đổ cát trắng, hút cát trắng đổ lên, thành giúp cho cái nước biển nó trong xanh hơn. Và ở bãi biển bãi cháy thì cũng là một trong những cái bãi biển khá là đẹp và sạch, nước biển khá là trong xanh. Về sự tích về bãi cháy thì Minh Toàn có giới thiệu qua các video trước, cũng có một số khán thính giả hỏi thì ở video này tiện thể Minh Toàn cũng chia sẻ luôn. Cái tên bãi cháy ngày xưa nó là tên là bạ cháy hay là vạ cháy, bởi vì truyền thuyết theo ngày xưa thì cái bạ cháy tức là những cái dân người ta đi biển và tàu gỗ, những cái lớp hà bám lên tàu thuyền ăn cái gỗ, chất gỗ đấy thì sẽ làm cho tàu thuyền nó hỏng. Chính vì thế mà bà con ngư dân lấy các cây phi lao, các cái cây người ta chặt xong người ta tấp xung quanh và người ta đốt để cho con hà nó chết. Nó tạo lên những cái làn khói tùm cả một cái khu vực. Từ đó mà người ta gọi là vạ cháy hay là bãi cháy ngày nay. Đấy là theo truyền thuyết, chúng Minh Toàn tìm hiểu, Minh Toàn thực sự không phải là người ở bãi cháy, không phải là người ở Hạ Long. Chính vì thế mà Minh Toàn không nắm rõ được, mà Minh Toàn đọc và tìm hiểu thì nó là như thế. Trước mặt chúng ta là cái đảo rêu, hay là người ta hay gọi là cái resort, một trong những cái khu nổi tiếng ở Hạ Long. Và ở bà đảo rêu này thì để mà người dân mà chúng ta vào tham quan, ta mua vé ra đấy chơi một ngày, giá vé khoảng 300 đến 350 ngàn một người, thì chúng ta được tham quan ở cái khu vực đảo rêu này một ngày từ sáng đến tối. Wow. Về nghỉ dưỡng ăn uống ở trên khu vực này thì nó có cái mức giá đưa lên cho chúng ta biết rồi. Còn chúng ta nếu mà ra chơi thôi thì mất 300 đến 350 ngàn một người. Ở Hạ Long bây giờ là đang là 18 giờ, gần 18 giờ 30.
Khách du lịch mà ở các cái khách sạn ven biển này thì người ta đi bộ xuống, người ta tắm như này, hoặc là dân ở gần đây. Và bây giờ chúng ta đi cái xuống bãi biển Bãi Cháy mới thì chúng ta không phải đi vào cái đường Hạ Long nữa, mà chúng ta đi vào cái bờ bao này, bờ bao biển này. Trước mặt chúng ta là cái bùng binh, và tại bùng binh này nó là một cái có một bức phù điêu gọi là lớn nhất Việt Nam và được cũng là lớn nhất thế giới, gọi là bức phù điêu lớn nhất Đông Nam Á. Đây, cái chỗ bức màu vàng vàng trước mặt chúng ta được UNESCO công nhận đó, và khánh thành từ năm ngoái, năm 2018. Bức phù điêu. Phù điêu lớn nhất. Phù điêu gốm màu lớn nhất Đông Nam Á. Còn khu vực này là một trong những cái khu vực mà du khách hay về đấy ăn uống nghỉ ngơi sau khi mà đi tắm biển hay đi du lịch. Đây là cái đường này gọi là đường Hạ Long. Đây là khu mới của Hạ Long, bởi vì cái đường này ngày xưa cũng là đất ở đây. Chúng ta đang đi trên đường này, nó là biển. Chợ gọi là chợ Cái Răm, một trong những chợ mà đạt tiêu chuẩn quốc tế để khách du lịch. Chúng toàn phép là rẽ vào cái chợ Cái Răm này một chút. Khu vực này là một trong những khu vực mà sầm uất nhất ở Bãi Cháy. Khu vực này là sau khi mà khách du lịch về thì ta nghỉ ngơi ăn uống tại đây. Chính thế nó là khu vực khá là sầm uất. Video này mình toàn phép dừng ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị và bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên xem các video thú vị về Hạ Long nói riêng và cuộc sống nói chung. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.